Bây giờ nó chửi vào mặt tôi kìa. Tôi muốn điều tốt với nó mà. Mẹ, tức chết đi được. Mẹ, không thể nào tôi thương nó mà. Tỉnh đi, mua cái này mình bày keo khác. Mình bày keo khác mẹ. Trời ơi, đừng có trắng giận lên. Thôi em ơi, cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, mình về đi em. Không, ở lại đây chơi đi. Mẹ con đang giận giận ca chém thân là chết mà luôn á. Giọt là thưởng sách. Tình yêu trong em thôi chứ con. Đừng như này nữa. Rồi. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ đâu em còn là em. Em đã khá xa rồi, em muốn quay lưng đi. Tình yêu trong em giờ toàn già rồi. Anh muốn vùi mình trong mơ. Bà muốn không à? Nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu em còn là em. Em đã khác xa rồi, em ngỡ quay lưng rồi quên hết đi. Nhìn em nữa, em của ngày xưa. Mà tôi là ai? Mà ai là tôi? Cuộc sống cứ dâng trào. Mặc kệ cái bên nào. Yeah. Mà tôi là ai? Mà ai là tôi? Cuộc sống mặc kệ cứ dâng trào. Yeah. Mà ai? Chị có muốn đi không? Dạ, tôi cũng muốn đi nhưng mà tôi không có tiền. Chị thì đi chung. Dạ. Cho Song Nghi đi luôn được mẹ. Thôi, đã một mày không quá thì mày sẽ chọn đi. Chọn quá. Chết rồi, để lời kiếm nó giả anh. Thôi, mọi người đang nói chuyện kìa anh. Em mơ một vì sao sáng dẫn lối em trên đường đời. Biết đâu con biết chứ. Thôi cô Hà ơi, cho con xin cái giá múc canh được không cô Hà? Cảm ơn chị nha. Dạ. Chị Hà. Dạ. Chúc dọn cơm bỏ thịt không, không lấy rau nha. Tôi chỉ lấy thịt thôi. Nhớ nghe, chỉ thịt thôi. Dạ, hôm nay nhà mình ăn chay. Ăn chay hả? Bỏ thịt đi, chút tôi ra tôi xá ông địa tôi xin phép. Ăn chay ăn rau thôi là chỉ có thịt thôi, bỏ thịt. Đón xem sitcom Ngôi Sao Khoai Tây phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh TV7.